Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ 8 trong loạt clip hướng dẫn luyện tập côn nhị khúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn. Ở clip thứ 8 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thế thủ côn cơ bản trên cánh tay như sau. Chúng ta chia đôi thân côn hai bên và chúng ta cầm vào giữa thân côn như thế này. Đấy. Tiếp theo, chúng ta kéo tay phải, đưa ngửa lên thế này, đưa lên cao và đưa ra sau. Đấy, mình sẽ lưu ý những cái như sau này. Bạn Đức có thể đứng vào gần đây, dừng. Đấy, đối với động tác này mình sẽ chú ý các bạn như sau nhá. Khi mình kéo về thì cái góc của cái khuỷu tay tạo ra so với mặt phẳng của cơ thể như thế này. Nếu mà thẳng ra đây, thẳng ra như thế này là góc 90 độ. Mình sẽ co lại một góc 45 độ như thế này. Các bạn có hiểu không ạ? Đây nhá, đây là 90 độ này. Đây, góc này là 90 độ so với cơ thể này. Thì chúng ta đặt một góc 45 độ như thế này, chia đôi cái góc vuông ở đây và ở đây ra thì chia một góc 45 độ như thế này. Đấy. Sau đấy thì chúng ta chú ý này, khi chúng ta đưa côn về thì cái tay của chúng ta, cái phần này này, phần cầm côn này nó dính lên bắp tay của chúng ta như thế này, dính lên đây, đây dính lên thế này nhá. Tiếp theo, cái khuỷu tay không được trễ, không trễ như thế này, không cao quá như thế này mà để ngang bằng vai như thế này nhá. Tiếp theo, bạn Đức xoay người. Khi chúng ta thủ này sẽ tạo ra một cái góc như thế này, đấy gần như là góc vuông hình chữ nhật ở trong như thế này tương đối. Đấy thì nó mới tốt nhá. Đây, chéo như này, góc 90 độ ra đây một chút này. Đấy, đây là cái thế thủ. Đấy, xoay người ra đây. Cơ bản trên cánh tay nó phải tốt như thế này. Bởi vì sao mình lại hướng dẫn như vậy, nó có lý do. Nếu như mà các bạn không để vuông được lên thế này mà các bạn để trễ xuống thế này này thì các bạn sẽ đường côn không được chuẩn và các bạn sẽ bắt nhầm vào phía phần này. Đây, thả trễ xuống. Đây, thả trễ xuống, các bạn bắt như thế này thì có nghĩa là cái bên này cầm đúng ở đoạn giữa nhưng bên này lại cầm ở đầu, thế là hai tay nếu mà đánh liên tiếp thì nó sẽ không đều được thân côn. Đấy nhá. Đấy, tiếp theo là nếu như mà không cầm vào đây, tiếp theo này một cái lưu ý nữa này, khi côn về đây này các bạn để ở giữa cái bắp tay này nhá, để giữa chứ không để đây, cũng không để đây, để giữa này và chúng ta bắt để tránh tình trạng nhiều người để cái tay này ra sâu quá ra đây và mỗi lần đánh côn cứ phải thò tay ra tìm côn ở đây để bắt ở đây, cứ phải tìm như thế này rất là vất vả, không tìm được côn để mà vuốt đi. Cái sai lầm nhất là cứ vuốt côn đi. Đấy, khi mà chúng ta đánh thì chúng ta nên để côn thế này để bắt như thế này, mình sẽ hướng dẫn sau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái cách thủ đã nhé. Thì các bạn nên là để ở giữa cái cánh tay thế này, ở giữa thế này, vuông khuỷu lên một góc, tầm góc 45 độ đấy như thế này là ok nha. Rồi, và Đức về vị trí lại này, chúng ta đưa ra như này này. Đây mình sẽ hướng dẫn ở gần này cho các bạn xem này, đưa ra này, tay phải đưa lên, đưa vào trong, đưa lên cao, đưa về đây như thế này nhá. Đây, thế thủ như này. Đấy, mình sẽ hướng dẫn từ phía sau này, các bạn nhìn này, đây để đằng trước đi, đưa lên như này, đấy đưa ra, tay trái để nguyên nhá, tay phải kéo về đây, kéo vào trong, ngửa tay phải lên, đưa lên cao, đưa về đây để một góc 45 độ như thế này, không để như này và cũng chẳng để dọc như thế này nhá, để một góc 45 độ như này, không để dọc như này, hạn chế không nên để dọc như này, không nên để ngang như này, nên để góc 45 độ này để tập luyện làm sao cho chúng ta thành thói quen đã nhá. Còn về vấn đề để dọc ấy, để dọc thế này có tác dụng này, khi chỉ khi chúng ta áp vào thế này để chúng ta thủ, áp như này chúng ta thủ, ví dụ bạn Đức thủ bên trái. Đấy, khi mà dính một hòn đá thì bạn thu lại thế này, thu lại thế này và chúng ta sẽ hoặc là thu lên thế này là chúng ta sẽ có cái phần này, chúng ta bay được cái phần một, tránh một cú đá. Đấy, tránh một cú đá như này. Đấy, tránh được cú đá, tức là cái côn nó sẽ là một cái phần nó đỡ đòn cho chúng ta. Đấy, và ví dụ như là bạn Đức sẽ thực hiện đá chân trái về phía tay phải thuận của mình và Đức đá một cú đá trên trái lên đây. Đây nhá. Đây là các bạn quý này. Đây là sẽ là đối thủ này. Rồi, óc đá lên. Đỡ được này, chúng ta đánh ra. Đấy. Tức là khi chúng ta đỡ được chúng ta vuốt ra thế này, đấy là cái thế thủ này nó sẽ có tác dụng như vậy. Nếu chúng ta thủ thấp như này thì nghiễm nhiên là đá một cái là vào đầu rồi. Đấy, thủ thấp như này là không tốt. Chúng ta nên thủ cao như này nhá. Đây, vuông như này này. Tiếp tục óc lên. Đấy, nó chỉ về dọc, nó chỉ này. Mình hướng dẫn các bạn là để một cái góc 45 độ thế này đúng không? Nhưng chỉ về dọc thế này khi và chỉ khi chúng ta cần be kín như thế này nhé. Be kín như này sau đó chúng ta bung côn qua đầu, chúng ta đánh xuống. Thì cái đấy mình sẽ hướng dẫn trong chiến đấu sau. Cái đấy là những clip sau, mình chỉ nói là cái tại sao là chúng ta phải để góc 45 độ như này thôi, và khi nào cần phải để dọc thế này nhé, để các bạn phân biệt được rõ ràng ra. Đấy. Tiếp tục này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đảo hai tay cho nó quen đi. Đây nhá. Cầm ở giữa thân côn này. Lên. Ngược ra, lên tay trái. Ngược ra, lên tay phải. Chuyển. Chuyển. Đấy, làm sao này? Sau này chúng ta làm nhuần nhuyễn nhanh như này này. Ốc. Đấy, thì ví dụ như là nó chuyển như này. Đấy, đối thủ sẽ không biết là chúng ta sẽ chuyển sang tay nào để đánh cả. Đấy, không biết chúng ta chuyển tay nào, nên là chúng ta những cái đơn giản nhất là truyền tay để tạo thế thủ thế này thôi thì chúng ta cũng phải tập cho tốt vào nhá. Đấy, đấy là clip thứ 8 trong loạt clip hướng dẫn luyện tập côn nhị khúc. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Chúc các bạn thành công.